vẫn đá người ta, đá đấm luôn, vỡ va vỡ vặn, nhiễm ướt hết cả má chị. Nghe tin đây, đây đây, rồi, ok. Xin chào mọi người, hôm nay review cho mọi người xem cái background mới, sẽ rất nhiều người bất ngờ luôn. Mọi người nghĩ đây nó là cái gì? Đây nó là cái một cái bức mà bằng inox, nhưng thực ra đây là nó là một cái giường. Đó. Mình làm cái giường này là để mà khi mà những cái lúc mà muốn nằm ở trên này ấy, thì là chúng nó có thể nhảy lên chúng nó nằm cùng được. Đó, bình thường lẽ ra là làm cái nan này là sẽ làm bằng gỗ này, nhưng làm bằng gỗ thì lại sợ nó nặng, cho nên là làm inox. Inox thì là bởi inox nó rộng, và cái gỗ ấy thì là sợ là có thể là khi mà chúng nó uống nước hay như thế nào ấy, chúng nó nhỏ xuống nó có một cái độ thấm, cho nên là làm inox lau cái sạch nha. Bây giờ là sẽ hạ xuống để ngồi lên trên này đi, đi la xuống dưới nè, tí nữa sẽ hạ xuống dưới đi. Đây, đây là nó giữ rồi, đó mọi người nhìn thấy không? Đó, nó có cái chân ở bên ngoài đó. Nhưng mà thực ra bây giờ đang không dùng cái chân này đâu, mà dùng cái mỗi cái ghế này đã đủ rồi. Đó, đó. Đó. Không cần dùng chân luôn. Đó, còn đây nó là cái chân của nó này, nhưng mà cái chân này không có dùng đến. Đó, cái chân vào luôn. Đó. Kê bằng cái chân của nó là bằng cái ghế kia đã đủ thừa chắc rồi. Đó. Đây này. Chờ tí để vô lại. Nè đây. Rồi, ngồi gọn chỗ đi. Nó xin lên. Và còn siro nữa. Đây này. Đây này chứ. Ok, siro đâu? Siro. Ngồi xuống. Rồi, nằm xuống đây, một đứa nằm xuống, hai đứa ngồi. Một đứa nằm, hai đứa ngồi để quay mặt với phía kia thì được. Đúng rồi, ok. Rồi, nó xin nằm xuống đi. Nằm xuống, nằm xuống. Một đứa nằm và hai đứa ngồi, không phải che mặt nhau. Để chỗ để cho Pila nó còn lên hình lên chị. Đó, thì có cái giường này là ngồi lên đây là có thể thoải mái luôn. Đây là coi như là 1, 2, 3, 4. Nhân lên 4, 5, 20, 2, 3. Cứ tính là như thế đi. Có con thì hơn 50 cân, có con thì hơn 40 cân. Còn có chủ thì gần 60 cân, cứ tính là 4 này. 4 nhân với trung bình 50, 4, 5, 20, 2, 3. Thoải mái luôn, giường này thoải mái luôn. Đó, nếu mà những ai mà nhà chật thì có thể chế cái này, là cái giường này gọi là giường tự chế. Tham khảo cái người ta làm cái kiểu giường gốc thì mình tự làm mấy cái giường để mình dùng. Nói về cái cho con thì ba cái con cho con của cái đàn Loki với Sakura thì nó về nhà mới rồi. Một con về sống ở Lâm Đồng và hai con về sống ở Bình Dương. Thì rồi mấy hôm nữa chủ cho nó quen nhà mới, cho nó quen hẳn đi, rồi các chủ chó sẽ quay đoạn video mình thì mình sẽ post lên cho mọi người cùng xem. Còn cho con cái đàn mới đẻ là cái đàn của con, cũng là của con Loki tiếp, Loki với lại con Vinci. Con Vinci nó bầu bụng rất là to và nó đẻ ra thì đúng là nó đẻ ra 10 con, nhưng mà nó rơi vào một cái tình huống nó cũng hơi bị gì cái là ở trong 10 con ấy thì là có một cái thai nó bị chết ở bên trong bụng, và nó gây ra cái sự rối loạn, nó ảnh hưởng đến các cái thai khác, thành ra là nó đẻ thì nó đẻ mấy hôm rồi nhưng mà mình chưa có quay video, bởi vì trong cái trường hợp như thế với cái kinh nghiệm nuôi chó đẻ thì chắc chắn là con cho con nó sẽ rơi rụng, cho nên là mình không có quay video. Dù là như thế là nó đẻ sau, nó đẻ ra 10 con thì là một con là nó bị chết từ trong bụng rồi, còn 9 con thì không có quay video vì biết là nó sẽ rơi rụng. Nhưng mà đấy, như đến hôm nay ấy, là sau 4 ngày rồi thì là ok, con số là chốt rồi, mọi người biết rơi rụng bao nhiêu con. 9 con đẻ ra là rơi rụng mất 6 con, là chỉ còn có 3 con thôi, nó rơi vào cái tình huống mà
một cái thai nó bị chết rồi nó bị lan sang các cái thai khác, tức là nó làm cho các cái thai khác bị nhiễm độc, mọi người hiểu này như thế. Còn cho con đẻ ra thì nó cũng chỉ hơi nhũ hơn một chút thôi, nhưng mà cái quan trọng ấy là khi mà nó ăn vào, nó bú vào, nó không có tiêu hóa được, tức là nó bị, cái con chó nó bị nhiễm độc ở trong người, cái chức năng tiêu hóa của nó bị rất là kém, nó không hấp thụ được, thế cho nên là nó rơi rụng dần. Sau mấy ngày thì là đến bây giờ nó chỉ còn ba con, coi như là ba con đấy nó không bị ảnh hưởng gì. Chỉ sau khoảng 3 ngày thôi là ba cái con mà nó khỏe ấy, thì nó to gấp đôi mấy cái con còn lại. Đó thì đến hôm, coi như đàn đấy là đẻ 10 nhá, đẻ 10 là còn 9 nhá, mất một thai từ lúc mà đẻ ra là mất rồi nhá, còn 9 con, nhưng mà đến sau đến ngày hôm nay là chốt con số này, nó chỉ còn có 3 con thôi. Thì để nó còn 3 con thì để cái đàn đấy hôm nào mà nó mở mắt đấy thì rồi mình sẽ quay video. Còn như bây giờ ấy là chờ mấy cái đàn tiếp theo nữa, chứ cái đàn đấy thành ra là cuối cùng đẻ nhiều mà nó chả còn bao nhiêu con, nó cuối cùng nó lại còn 3 con. Đó thì cũng là tiện đây là báo luôn để cho mọi người biết luôn về cái đàn chó con. Còn tiếp theo thì còn có 1, 2, còn có 3 con là đang bầu nữa. Nhìn đấy thì Bimelsi là hôm nay 40 mấy ngày, nhìn bụng là ti nằm ti là phát đi, nhưng bụng bé kiểu này thì có khi nào lại tiêu thai sớm, tôi để chờ lần sau vậy. Bimelsi thì chắc lại chờ lần sau thôi, mà lần tới là sẽ cho Bimelsi nghỉ, không cho đẻ nữa, để cho nghỉ để lần chờ lần sau nữa thì mới cho đẻ. Là sẽ trông chờ vào bọn chó trẻ đó, siro còn chờ siro lên giống, siro còn chưa lên giống đấy. Làm thế thì nhỉ, mỗi còn 3 cái thì sẽ ăn gì nhiều à, mỗi còn 3 cái đấy, còn để dành đúng 3 cái, thêm một cái nữa đi. Nhưng to với nhỏ là cũng phải đều chia đều hết, dù to hay nhỏ, to nhỏ đều phải chia đều. Ok, còn mấy cái này thôi cất đi nhá. Cái này cất đi để chờ mấy hôm nữa mấy cái con cho con của con Loki với lại con Vinci nó mở mắt rồi mình sẽ quay video của bọn cho con đấy. Còn hy vọng là ở mấy cái đàn tiếp theo bụng cũng đang bầu, mấy con bụng to lắm, hy vọng là nó sẽ thuận lợi. Tức là nếu như bình thường ấy, mọi người mà để ý khi mà mình bọn cho con mà nó đẻ ra cái mình sẽ quay video ngay. Là bởi vì là những cái đàn mà cái thai ấy, nó không có bị ảnh hưởng cái gì cả thì đẻ ra là quay video, bởi vì cái tỷ lệ dưới rụng nó không có nhiều đâu. Nhưng mà với những cái đàn nếu mà nó chỉ cần có một cái thai ở trong đấy nó có vấn đề thì cái tỷ lệ mà nó bị hỏng lan sang các cái thai khác, tức là cái thai ấy thì đẻ ra thì nó vẫn con cho con, nó vẫn cứ này kia bình thường, nó yếu hơn một tí thôi. Nhưng mà nó có cái tỷ lệ rủi ro là cái thai nó bị nhiễm độc đấy, một cái con chó con đấy nó bị nhiễm độc từ trong thai rồi, mọi người hiểu là như thế. Và những cái trường hợp như thế thường ấy, là nó sẽ làm cho cái con chó con nó ăn nó không có tiêu được, nó không hấp thụ được, nó sẽ dần dần nó cứ bị bé dần so với con hấp thụ được, là nó cũng bú như nhau nhưng nó cứ bị bé dần và rồi đến lúc nó sẽ kiệt sức, nó sẽ chết. Thế thành ra là những cái trường hợp như thế là cái lót ổ tỷ lệ của nó vô cùng không biết được. Có thể một cái thai bị cả đàn ảnh hưởng, có thể một cái thai bị, có thể một con hai con ảnh hưởng thôi. Nhưng mà có đấy, giả sử những cái trường hợp thực tế là cái trường hợp mà vừa xong của con PC thì là một cái thai bị, 6 cái thai ảnh hưởng đó. Trong tổng 10 cái thai thì một cái thai bị nó ảnh hưởng đến 6 cái thai khác, còn 3 cái nó không bị ảnh hưởng thì cái con chó con nó bình thường, nó ăn và hấp thụ bình thường. Còn cái thai nào mà nó bị ảnh hưởng ấy thì nó ăn nó không hấp thụ được, bởi vì là cái quay như là cái kiểu như là cái hệ tiêu hóa của nó bị ảnh hưởng rồi, bởi vì tiêu hóa thì nó cần gọi là cần gan thận mật đó, mà ba cái đấy mà nó có cái vấn đề rồi thì nó ăn nó không tiêu được. Và những cái con chó con như thế thì không có cách nào xử lý được cả, không. Mọi người sẽ có nhiều người hỏi là có cách nào để khắc phục, để cứu được không, thì cái con chó con sơ sinh mà nó như thế thì không kiểu gì cứu được, vì như thế là nó bị theo kiểu là nhiễm độc ở trong người, nó bị ảnh hưởng đến cái nội tạng của nó rồi,
tức là đẻ ra thì nhìn nó rất là bình thường thôi, nó cũng vẫn cứ bú các thứ là hoàn toàn bình thường, ăn bình thường, nhưng mà khi mà nuôi lâu ấy, thì mình sẽ thấy được là những cái con này nó hơi nhíu hơn một chút, nó cảm giác ấy, cái sự vận động của con chó con ấy, của con chó sư sinh nó yếu hơn, từ lúc mới đẻ ra nó thấy nó có độ yếu hơn rồi. Còn sau một ngày ấy, là nếu như bình thường cho con đẻ ra sau một ngày nó đã khỏe hẳn rồi, cầm ở trên tay mà cầm không chắc là nó dễ bung tay rồi. Đó là cái con chó con bình thường mà nó cái thai nó khỏe mạnh thì nó thế. Còn những con yếu thì có thể là hai ngày sau cầm nó vẫn, tức là nó cũng dễ nhưng mà nó dễ yếu lắm. Cái đấy là nó cảm giác, nhưng mà trong cái trường hợp mà cái thai nó nhiễm độc thì không có cái kiểu gì để đỡ được, là cứ chăm hết sức thôi. Con nào mà bú kém ấy thì có thể là mớm cho nó, hay là cầm ti con mẹ để cho nó bú, hay là xông sữa hay là này kia. Nhưng mà trong cái đấy là cái gọi là làm hết cái khả năng mình chăm thôi, chứ còn nó sống được hay không là do nó, chứ không phải do mình. Còn tất nhiên là với những cái con yếu ấy thì nó vẫn có cái tỷ lệ những cái con sống được, nhưng đấy là những con nó bị nhiễm độc ít thì nó vẫn có thể nó có một độ hồi phục, nhưng mà những con nó nhiễm độc nhiều nó ảnh hưởng đến cái nội tạng của nó rồi thì nó ăn nó không hấp thụ được thì nó không sống được. Thì trong cái trường hợp đấy là nó luôn luôn là phải chấp nhận khi nuôi sinh sản nó là như thế. Thế cho nên là cái câu chuyện này, nói cái câu chuyện là nhiều người thì thấy là có thể là bán con chó 10 triệu, mười mấy triệu nghe chừng giá nó cao lắm, nhưng thực ra đấy là giá rất rẻ, không có cao đâu. Chào Mẫn nha. Có mời vài cái người. Chào Mẫn nha, là cho Mẫn lên video tí nào. À, Mẫn ra đây, Mẫn ngồi đi chơi tí. Nè, tao chỉ đạo. Ok, nào ngồi xuống, mấy đứa ngồi xuống. Ngồi xuống, không liếm tay chị này. Liếm tay chị này, chị này thấy gì. Ngồi ra đây, Mẫn đá được không? Đá, đấm luôn. Bữa ba, bữa vật. Nhấm gứt hết cả má chị. Chúng nó cứ vớ va vớ vẩn con nhỉ, đấm cho phát luôn, vớ vớ vẩn vẩn bụp luôn, lao nháo. Con Yumi tránh ra nào, Yumi lùi lại đây. Hải tránh ra, ngồi đấy che hết cái camera còn đâu. Hải còn này. Ngồi không để ý phát nào. Thôi Mila ngồi gọn nào. Cứ vớ vát vớ vẩn con nhỉ, dám liếm má con, láo nháo thật. Mấy con này đấm luôn, đừng có thấy chị Mẫn hiền mà cứ ra đấy mà liếm liếm láp láp, chị đấm cho luôn, không phải chị đùa. Mila ngồi xuống đi, ngồi. Ok, lau cả tay nhá, không liếm tay chị nữa nhá, không có giấy lau đâu. Ok, lau tay cho Mẫn xong rồi. Rồi, đây nhá. À, chị Mẫn là tính ra là chị Mẫn là Pila nằm là Pila cũng cao gần bằng chị Mẫn đấy. Không liếm, liếm chị không lau được. Ok, nào Pila nhìn vào máy quay đâu? Máy quay đâu? Chị Mẫn đang nhìn máy quay kìa. Pila nhìn thẳng vào máy quay. Ok, rồi, xin chào mọi người, Tể Mẫn và Pila xin chào mọi người nhá. Rồi, Mẫn nhìn ra bên này nào, Mẫn đây. Ok, chị Mẫn hôm nay là 4 tháng rồi, 4 tháng tuổi rồi, sắp chơi với các em rồi. Chờ lớn lên tí nữa để chơi nhá, bây giờ chơi với chúng nó toàn bị chúng nó liếm, liếm cay rất hết luôn cả đầu luôn. Nha. Ok, thôi được rồi Pila, thôi không liếm đâu. Pila xuống. Ok.